Đây, anh em nhá, em đang ở sân bay Cát Bi, vừa mới hạ cánh để về. Hôm nay đến nhận chiếc VM5 tiếp theo. Chiếc VM5 này là bản có pin anh em nhé. Đang đợi em Tân Hoàng đến đón. Tân Hoàng thích xe. Thế rồi, thấy xe màu xanh rồi. Bây giờ sẽ lên xe. Thấy xe Tân Hoàng rồi, bỏ nó đi lên đây tí. Cảm ơn ạ. Đây, thay đổi rồi. 12. Ừ, 12. Mình có cái cớ gì? Ừ, mic xịn Triệu. đấy. Đây, con hôm trước em quay đúng không? Đẹp nhỉ, màu đen đẹp nhỉ. Như con này về sơn sơn hết sang phần đen bóng cái mâm này đẹp lắm. Hết phụ đen luôn. Rồi, lãnh đạo kìa. Xem mình như rồi. Rồi, có ai một tháng, à đâu, tháng rưỡi mua hai xe không? Tôi đi bán hộ cô, tôi đi mẫu xong tôi bán cho người ta để tôi mua xe khác. Anh nghĩ là như này tôi nào, cứ đi con năm này khoảng tầm 2 3 tháng nữa khi mà con 6 ổn định đúng không? Anh phải sang năm. Hả? Sang năm. Đấy, mình lấy phun trắng nhá, xe này của Tân Hoàng này được không? Ừ, cho anh trượt bật chìa khóa ra anh ngắm xe tí. Thích cái nội thất là năm. Con 9 7 chỗ điện hay gì, con bản này á à? Nhưng mà em thì còn cọc tiên phong của Tuấn Con nó còn à. ông anh đang cầm một cọc Ờ, bảy chỗ ngon luôn. ngon ngon ngon. Thôi bây giờ vẫn còn một con VF34 kìa. Này lấy vẫn là nội thất mà nó xanh nhá. Rồi. Rồi, ok. Tuân nên làm đúng nhiệm vụ của mình như Tuân ạ. Mình nhận xe ngoài giờ làm việc nên là giờ ở showroom còn mỗi mình ấy. Ok chưa? Chụp cùng sale. Có cái lúc chụp trên lúc quay đấy. Chưa? Đây. Nhận xe rồi, đây là cái khung cảnh tại showroom lúc này. Đang có hai con VF8 Eco, một trắng một đen, VF5 cũng full. Con này VF5 mẹ. Con này mới hơn xe mình nhé. Cho mình xem xe xuất xưởng bao giờ. 3.177. Xe mình chắc chỉ tầm 1.000 để xe mình nó vẫn là trong cái lô đầu mà ấy, có 292. Xe này là thứ 292, lô đầu tiên, lô đầu tiên luôn, 292. Đấy, sang đây xem thử một chiếc này nhé. Đấy, 8.857. Chiếc này 8.857 đấy, sản xuất gần 10.000 con VF5 rồi, sao nhờ. Đây, thứ tự này 8.857, gần có nghĩa gần 10.000 con VF5 xuất xưởng rồi. Chẳng qua là nó chưa đăng ký hết thôi nên mình không biết thôi. Sợ thật. Mấy con này là mới mà. À mới về đúng không? Đấy, 8.990, gần 9.000 xe VF5 rồi. Sợ nhỉ. Đó, thế mình nhìn số thứ tự là mình ra được. Sợ chưa? Đến đến đến, đến tay showroom gần 10.000 xe này chứng tỏ là nó đã giao ra phải tầm rất nhiều rồi. Đây là những xe mới về đúng không? Cái này là về lâu này. Đấy, 3.400 này, đấy thấy chưa? Ở đây hai chiếc mới về ít đấy, nhìn cái số thứ tự mình nhận ra được cái lượng xe bán ra. Thôi, chúc chúc mừng về, chúc mừng về em 5 bán kinh thật. Hỏi thằng showroom từ lúc bán VF5 bán được vài trăm xe chưa? Ê, con này lên tận 8.200 này. Con này là con mới nhất thì con này vừa mới ra. Vừa mới ra. V9 cũng nhiều. Rồi ok, rồi sẽ nhận xe đi trải nghiệm. Đây, xe trước xe Tuần Hoàng đây. Tuần Hoàng độ quả đèn nét khiếp quá, nét đuổi. Mình nhận xe xong rồi nhà mình ạ. Em đang trên đường bây giờ đi về nhà đây. Lên xe là tắt chế độ di chuyển chậm luôn. Quay về cảm giác của chiếc VF5, nó vẫn có một cái gì đó nó basic, nó vừa đủ.
Cái này mình cũng chia sẻ anh em luôn, tại sao mình bán VF5 xong mình lại mua VF5, tại vì lúc trước thì mình bị thực ra mình cũng không bán sớm hết đâu. Do thông tin của chiếc VF6 nó bị sai ấy. Anh em báo thông tin VF6 là 22 tháng 9 là cho nhận cọc VF6, sau đó sẽ giao xe trong tháng 10. Thế là mình mới bảo thế thì tháng 9 mình phải bán xe thôi. Thế là mình mới quyết định bán xe vậy thôi, chứ thực ra là với anh em mua nhanh quá mình cũng bất ngờ ấy. Nên là thành ra là mình bán sớm, chứ thực ra là mình cũng chưa muốn bán vậy đâu. Mình cũng nếu mà biết thông tin VF6 nó chậm như này, mình sẽ để con VF5 kia đi đến hết năm nay, sang năm mình sẽ bán và mình sẽ đổi sang VF6. Thì như mình đã nói đấy, thì do chiếc VF6 nó chưa rõ ràng về thông tin giao xe và với mình cũng chỉ muốn lấy bản bay thôi, nên là tốt nhất là mình cần phải lấy một chiếc VF5 để mình đi chờ giờ đến Tết hoặc là đến sang năm mới. Thì vì năm nay mình đoán là đến tháng 11 hoặc tháng 12 họ cũng sẽ không giao nhiều VF6 đâu, nên là tốt nhất là mình sẽ chủ động công việc của mình. Mặc dù là mình có một cái chiếc xe xăng rồi nhưng mà mình vẫn còn có một chiếc xe điện để giao lưu với anh em, đúng không, chia sẻ với anh em, đặc biệt là gắn kết với anh em hội VF5. Mình đang quản lý một hội VF5, anh em chơi rất là thân trên ba miền thì cũng cần có một chiếc xe để chơi với anh em. Rồi ok, xe này thì mình nhận từ mai mình sẽ đi Hà Nội, xong rồi kia mình sẽ xuyên Việt chạy vào trong Sài Gòn nhé. Thì chiếc xe này mình sẽ không kịp làm một cái gì đó cho ngày mai đi Hà Nội cả, mà mình sẽ để nguyên zin từ A đến Z luôn, không dán phim, không lắp đèn, không lắp một cái gì đó để zin này, mà nó khá là ồn ấy, khi mà để zin như này. Sau này mình sẽ từng bước nâng cấp lên để cùng chơi với anh em nhé. Chiếc xe này mình sẽ chơi đến khi nào mà VF6 ổn định. Bán hay không mình chưa biết được, khả năng mình cũng chưa có ý tưởng bán chưa. Vì VF5 cabin nó là một sản phẩm khá là tốt. Rồi, hôm nay cũng có clip để chia sẻ với anh em, chia sẻ một cái hành trình mới, chia sẻ về giải thích anh em tại sao mình lại bán chiếc VF5 trước và mình mua chiếc xe VF5 này. Mình bán chiếc VF5 trước là mình tính toán sai cái khoảng thời gian nhận được chiếc VF6, và cũng mình không nghĩ là anh em, tại vì mình chỉ nói vu vơ một người bạn, anh bạn em là sale, em đăng lên thì không ngờ cả các anh em vào hỏi quá nhiều, và anh em mình cũng không muốn đăng bằng cái nick của mình nên anh em đều biết là xe mình mà chốt rất là nhanh. Và chiếc xe đấy thì hiện tại anh đứa em nó đã đăng ký xong tên nó và nó đang đi rồi, thì mình thôi mình lấy chiếc xe này. Chiếc xe này bây giờ giá cũng khá là tốt, khoảng hơn 500 triệu cả pin nha anh em nhé. Anh em nào nếu mà đang đi VF5 thì thừa hiểu VF5 nó tiết kiệm như nào. Đây là một chiếc xe kinh tế thôi, chứ còn để một chiếc xe hưởng thụ thì mọi người nên mua VF6 trở lên. Còn để một chiếc xe kinh tế thay xe máy, nói chung là thay xe máy và cực kỳ kinh tế, thì đây là một chiếc xe chắc chắn trong thời gian tới không có một chiếc nào đánh đổ được. Với số tiền nếu mà nói về đắt hơn, nó chỉ đắt hơn i10 Morning khoảng vài chục triệu thôi, nhưng mà tiền xăng ấy, trong một năm là thừa tiền chênh giữa i10 Morning rồi. Tại vì chiếc xe này đi một năm chắc chỉ hết vài triệu tiền điện thôi, một tháng chỉ hết khoảng 300-400 nghìn tiền điện thôi nhà mình nhé. Còn lại pin này em mua rồi nên là không có thuê pin, thuê biết gì cả, pin của em luôn. Rồi thôi, clip hôm nay cũng giao lưu nhà mình như vậy thôi, đèn tối đúng nhà mình à. Mình cũng muốn anh em theo dõi và cùng đồng hành với em trong cái chuyến đi Sài Gòn sắp tới. Sắp tới thì Sài Gòn sẽ đi dài hạn 4 ngày, mai Hà Nội, khoảng ngày kia kia khoảng 3-4 ngày sau với vào Sài Gòn em sẽ đi ngắn, và đặc biệt em sẽ kết hợp giao lưu với tất cả anh em VF5 ba miền nhé. Trên dọc đường đi anh em VF5 ba miền nếu ai mà theo theo dõi em và cùng tham gia hội nhóm thì có thể là Zalo cho em để cùng mời nhau ly cà phê nhé. Ok, bye bye anh em.